Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển hạ tầng kết cấu giao thông đường bộ và chương trình phát triển đô thị. Cục thuế tỉnh Hưng Yên có 2 tân phó cục trưởng. Tháo gỡ khó khăn dự án đường Tân Phúc, Võng Phan. Hiệu quả từ nguồn lực đấu giá đất. Cháy nhà dân tại xã Hòa Phong. Kịp thời làm rõ đối tượng đốt nhà còn nợ. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 10 của ban chỉ đạo. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp thứ 10 này, các bộ ngành địa phương báo cáo thảo luận kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy triển khai các dự án trong thời gian tới, trên tinh thần bàn làm không bàn lùi. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị phải phấn đấu thực hiện 6 hơn, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ cao hơn, hiệu quả hơn, tiến độ thi công nhanh hơn, kịp thời hơn, chất lượng các dự án công trình tốt hơn, kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ, các công trình phải cao hơn, phù hợp hơn. Các địa phương phải xử lý các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, công trình kỹ thuật nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn, đảm bảo tốt hơn về môi trường, an sinh xã hội và đời sống người dân bị tác động. Tại tỉnh Hưng Yên, các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn đang được gấp rút triển khai. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị được khởi công từ tháng 11 năm 2023, tiến độ thi công cơ bản đạt yêu cầu so với tiến độ. Dự án thành phần 1.2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, đến nay toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 195 ha trên 230 ha đạt 85%, đã di chuyển mộ đạt 98,8%. Trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư và 7 trên 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự đoàn có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Làm việc với đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh, về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh thực hiện đầu tư trên 6.300 km đường mặt cầu. Từ năm 2021 đến nay, khối lượng đã thực hiện đạt trên 1.800 km đường mặt cầu. Nhiều công trình giao thông quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, cũng như chuẩn bị khởi công, sẽ tạo tiền đề, động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Một số dự án đã đưa vào sử dụng, các dự án khác đang được tiến hành thi công tích cực theo kế hoạch vốn nhằm đảm bảo nhiệm vụ tỉnh giao. Tuy nhiên, dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376 và dự án xây dựng DT376B còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của 81 hộ dân trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376 đã hoàn thành nhưng chưa thông tuyến do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên chưa khai thác hết được hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đảm bảo tiến độ. Các tuyến đường huyện đạt tỷ lệ cứng hóa bằng nhựa hoặc bê tông xi măng cao. Nhiều tuyến quy mô và chất lượng mặt đường còn hạn chế. Các tuyến đường giao thông nông thôn mới chỉ đầu tư nâng cấp phần mặt đường,
chưa chú ý nhiều đến hệ thống an toàn giao thông và các công trình phụ trợ. Nhiều tuyến đường trục thôn nhỏ, đường cong khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hệ thống giao thông một số tuyến còn chưa đáp ứng được với tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nêu ra một số vướng mắc mà các sở ban ngành sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc lập quy chế quản lý đô thị vì tiến độ còn chậm. Nhiều dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở, dự án công trình công cộng, công trình dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu của đô thị chậm được triển khai. Cũng phải đẩy nhanh, đặc biệt là chỗ sở quanh đầu tư. Phải đôn đốc các chủ đầu tư trong cái việc là đối với các dự án đủ điều kiện là phải tiến hành phê duyệt chủ trương, thực hiện các cái thủ tục để chúng ta phân bổ vốn kịp thời. Mà cũng phải đôn đốc các địa phương là phải tạo cái áp lực để người ta thấy là cái khối lượng công việc của chúng ta năm này rất lớn. Mong là các đồng chí cũng sẽ vẫn cứ tiếp tục quan tâm, thực hiện giám sát thường xuyên hơn để cho giúp cùng với chúng tôi là đánh giá hệ thống lại để thấy được những cái tồn tại, những cái thiếu sót để cùng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn giám sát khẳng định trong giai đoạn 2021-2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cùng với các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố có nhiều cố gắng, nỗ lực cùng với toàn tỉnh để thực hiện các mục tiêu của nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại, cần sớm có những giải pháp cụ thể hơn. Đề nghị Ủy ban tỉnh quan tâm chỉ đạo một số các cái nội dung sau. Một là về vấn đề là khẩn trương hoàn thành cái quy hoạch. Thứ hai là tờ trình về cái vốn kéo dài vốn đầu tư để thông qua cái kỳ họp mà không thường lệ vào đầu tháng 4. Cũng cần rà soát các văn bản để tham mưu và đề xuất cho tỉnh ủy, hội đồng nhân tỉnh sửa đổi bổ sung cũng như là ban hành các cái văn bản mới để chỉ đạo về cơ chế chính sách liên quan đến phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó tập trung chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tiến độ các dự án trong ngành đầu tư công trung hạn, chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn nói chung và của các dự án giao thông vận tải nói riêng. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các nghị quyết chương trình của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do sở làm chủ đầu tư, tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở ban ngành và địa phương liên quan trong việc hoàn thiện phương án quy hoạch giao thông vận tải trong quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến thời kỳ điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp và tính. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền phổ biến luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự đại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung triển khai những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 43 ngày 30 tháng 6 năm 2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra, Nghị định số 03 ngày 11 tháng 1 năm 2024, quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Nghị quyết số 37/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận để các đại biểu có thể nêu lên những ý kiến tiếp thu, những khó khăn vướng mắc về pháp luật cần tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra trong thời gian tới. Sáng nay tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Tổng Cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế về công tác cán bộ.
dự hội nghị có đồng chí Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam. Hội nghị đã công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc điều động bổ nhiệm ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá cao quá trình công tác của ông Lê Đức Thuận và ông Nguyễn Chiến Thắng, đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, hai tân Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, phối hợp cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi công tác, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức viên chức Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành thuế trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Quy và Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, đồng thời điều động ông Nguyễn Văn Quy giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Khích giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiểu được tầm quan trọng của dự án đường Tân Phúc Võng Phan là dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Phù Cừ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong việc xây dựng dự án. Gần 4 tháng nay, dù công ty cổ phần Vinadenta đã tập trung máy móc, nguồn lực, tuy nhiên tiến độ xây dựng đường Tân Phúc Võng Phan qua địa phận thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào phải dừng lại. Do vướng mắc, nhiều hộ có đất thổ cư chưa thể di rời, buộc nhà thầu phải chuyển hướng thi công sang mũi khác. Mà cái vị trí cái khối lượng rất là lớn và hệ thống đường điện rồi các thứ ở đấy cũng tương đối là lớn. Lưu lượng giao thông rồi đấy nó rất là phức tạp. Mong muốn của nhà thầu là có thể tiến hành giải phóng sớm nút giao chỗ Đoàn Đào để nhà thầu có thể tiến hành thi công từ cái quốc lộ 38 vào. Đối với cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng đất thực cư thì có 26 hộ gia đình là đất được giao trái thẩm quyền. Việc xác định nguồn gốc đất để việc thu hồi thì gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng phải phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, rồi là Ban Quản lý Dự án huyện để tổ chức xét duyệt, xác định rõ thu hồi đất. Trong thời gian tới thì đối với Ủy ban xã thì sẽ tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân, tạo sự đồng thuận phối hợp với địa phương cũng như là đơn vị giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan, huyện Phù Cừ có 6 xã phải thu hồi đất là Minh Hoàng, Đoàn Đào, Đỉnh Cao, Minh Tiến, Tống Chân và Nguyên Hòa với diện tích gần 70 ha. Hiện nay, huyện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất ruộng với trên 53 ha, chi trả đền bù gần 130 tỷ đồng cho 480 trên 500 hộ có diện tích đất ruộng phải thu hồi. Hiện khó khăn lớn nhất là chưa xây dựng khu nghĩa trang và khu tái định cư mới cho nhân dân. Đối với lại cả đất dân cư và đất nghĩa trang thì Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo ban giải phóng mặt bằng của huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo tiến độ mà ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh giao. Khi mà bắt tay vào giải phóng đất ở dân cư thì chắc chắn sẽ có những cái nội dung phát sinh, thì căn cứ vào tình hình cụ thể nội dung phát sinh thì chúng tôi sẽ chủ động tích cực bám sát các quy định pháp luật để xử lý các vấn đề đó và sẽ kịp thời báo cáo tỉnh để đảm bảo tiến độ. Với phương châm khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, huyện Phù Cừ huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, kiểm kê, rà soát xuống từng hộ dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành. Phấn đấu cùng nhà thầu hoàn thành dự án đúng thời hạn vào cuối tháng 9 năm 2025. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức thí điểm tại 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh từ tháng 3 năm 2023. Đến nay, sau 1 năm thực hiện thí điểm, toàn tỉnh đã có 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng mô hình, nâng tổng số mô hình trên toàn tỉnh lên 31 mô hình. Ngoài 6 xã phường được chọn làm điểm năm 2023, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt thêm 3 mô hình điểm tại 3 huyện thị xã là xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ và phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Như vậy, toàn tỉnh có 9 mô hình điểm và 22 mô hình nhân rộng. Trong đó, huyện Yên Mỹ có 17 trên 17 xã thị trấn đã ra mắt mô hình, đạt 100%. Huyện Văn Lâm có 7 trên 11 xã đạt tỷ lệ gần 70%.
Nhìn chung, mô hình đã cơ bản thực hiện tốt việc đảm bảo công khai dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử, đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường, công sở văn minh thân thiện. Qua đó góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên môi trường mạng, tạo sự thuận lợi nhanh gọn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai chương trình Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm 2024. Năm 2024, chương trình tiếp tục được sản xuất 17 số với 12 số vòng loại, 4 số vòng bán kết và 1 số vòng chung kết. Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2024, thu ghi số đầu tiên Thắp sáng tài năng xứ Nhãn là sân chơi truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT Hưng Yên tổ chức. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh thể hiện sự hiểu biết, kiến thức, phát triển kỹ năng sống, có cơ hội khẳng định năng lực, ý chí của lứa tuổi mình, đồng thời góp phần gắn kết tình cảm thầy trò, tôn vinh nghề dạy học. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, tại thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ cháy nhà của một hộ dân, làm một người bị thương, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 3, người dân phát hiện đám cháy tại tầng 1 của gia đình ông Bùi Văn Tạo tại thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đây là nơi kinh doanh hàng tạp hóa với nhiều đồ vật dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng mạnh và lan lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của thị xã Mỹ Hào có mặt cùng nhân dân tiến hành khoanh vùng dập lửa. Sau gần một tiếng, lửa được dập tắt, không để lan sang các hộ dân bên cạnh. Vụ cháy làm một người con trai của chủ nhà bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Toàn bộ tài sản trong nhà đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an thị xã Mỹ Hào điều tra làm rõ. Trong chương trình thời sự vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đưa thông tin về việc một gia đình ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ 3 lần bị kẻ xấu đốt nhà. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng. Quá trình ra soát xác minh, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do thời điểm thực hiện hành vi phóng hỏa diễn ra vào ban đêm, không có người đi lại. Đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển phương tiện không có biển kiểm soát, di chuyển qua nhiều địa điểm. Với tinh thần quyết tâm truy tìm đối tượng, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Trung, sinh năm 1986. Trú tại thôn An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, hiện đang sinh sống cùng bạn gái tại thôn Lệ Thủy, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trung, thu giữ các vật dụng đối tượng khai nhận đã mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với Trung về hành vi hủy hoại tài sản. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận do nạn nhân vay tiền của Trung nhưng không trả, nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 và ngày 19 tháng 1 năm 2024. Vài ngày nay, sông Từ Hồ, Sài Thị đoạn qua địa bàn thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu có tình trạng lượng rác ứ đọng lớn, trải dài hàng trăm mét, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ven khúc sông này. Sông Từ Hồ, Sài Thị có nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Khói Châu với chiều dài 18 km, chảy qua địa bàn thị trấn và một số xã như Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng. Tại khu vực qua địa bàn thị trấn, lượng rác thải lớn đang bị ùn tắc, trải dài khoảng 700 mét. Rác thải sinh hoạt, thậm chí cả xác động vật chết, bốc mùi hôi thối đang ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống ven sông. Những lúc mà nó nóng mình ngồi lên là muỗi này, nó bẩn nó bốc lên, hay là nó hăng lên rất khó chịu. Ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của những người dân ở đây, kinh khủng lắm, bẩn lắm, phải đeo khẩu trang vào cho nó đỡ mùi. Nhà là phải đóng cửa hết. Chỗ này nó diễn ra năm sau ngày hôm nay. Những cái nút thế này á, là mùi nó hôi thối, nó bẩn, kinh lắm. Theo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang, rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt do người dân đổ xuống. Tình trạng rác thải ùn ứ vẫn diễn ra thường xuyên là do không được lưu thông dòng chảy, bởi cống Vân Trì và Sài Thị đang đóng để giữ nước tưới. Lại là địa phương nằm cuối trục sông nên lượng rác ùn ứ phát sinh nhiều. Đơn vị này có nhiệm vụ trục vớt rác thải trên sông qua địa bàn. Tuy nhiên, để trục vớt được rác phải đợi lượng rác dồn về cống Từ Hồ, Sài Thị. Thế nhưng trục sông hiện đang vướng các công trình cầu thi công qua các xã Phùng Hưng, Đại Hưng và Thuần Hưng nên khó xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.